Bạn đang nghe từ Phonos. Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc. Tác giả Jean-Louis Fournier. Người dịch Phùng Hồng Minh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Edition Jean-Claude Latte. Nhã Nam. Dành tặng Laurent Lafont, người giúp tôi khỏi thấy mình lại đơn độc. Tôi đâu muốn đơn độc, tôi cần đơn độc. R. Barthes. Một chú bé tóc húi cua, mặc áo len chui đầu màu đỏ, tự gọi mình là Billy Lee, đứng ở quầy thu ngân của cửa hàng đòi mẹ. Billy Lee là tên mà hồi nhỏ tôi tự gọi mình khi chưa nói được Jean-Louis. 70 năm sau, Jean-Louis, ông già 80 hoạt bát, sốt sắng dậm chân rồi khua khoắng gõ cửa nhà hàng xóm, lúc này đang đóng kín các chớp cửa. Ông kiếm bạn đồng hành, ông không chịu nổi sự đơn độc đeo đẳng mình nữa. Tôi ngán cảnh đơn độc lắm rồi. Càng lúc càng đơn độc, càng lúc càng già cỗi, càng lúc càng xấu xí. Giá mà biết trước thì hẳn tôi đã chẳng già đi. Nóng như đổ lửa, tôi đến chết vì nóng, trong khi bất chấp mọi chỉ thị của chính phủ. Bà con thân thích vốn này đã trở nên xa cách của tôi, chẳng buồn gọi cho tôi để xem liệu tôi có uống nước tử tế hay không. Ai nấy đều bỏ rơi tôi. Sylvie, vợ tôi, từ 10 năm trước. Mới đây là Salome, cô mèo bé bỏng tôi nuôi. Tất cả những ai từng giúp tôi sống. Nhà cửa nay trở nên quá đổi rộng lớn, mà hàng xóm đối diện lại lúc nào cũng đóng chặt chớp cửa. Điều khủng khiếp nhất là tôi sẽ phải chết trong đơn độc. Em sẽ chẳng ở đó an ủi tôi, cầm tay tôi, vuốt mắt cho tôi. Vậy nhưng, tôi lại thích thà em tránh được tất cả những chuyện đó. Ít ra em cũng sẽ không bao giờ phải chịu cảnh quá bùa. Tôi đơn độc trong thân kiếp quá bùa và đơn độc. Từ chữ mới ăn khớp nhau làm sao? Quá bùa, tiếng Pháp là veuf. Đơn độc, tiếng Pháp là seul. Cả hai cùng chứa yếu tố ơ, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là ổn. Thật là những từ không hề thiếu hài hước. Giải pháp để không đơn độc khi ta già đi là có một gia đình đông đúc, có cả bầy con sau này có thể đẩy xe lăn cho ta. Tôi không may mắn lắm với hai cậu con trai. Tôi mới là người phải đẩy xe lăn cho chúng. Còn cô con gái thần thánh của tôi là chỉ cầu sao tôi sớm ngõm củ tỏi. Tôi chọn viết một cuốn sách về sự đơn độc. Khi mọi chuyện tồi tệ, tôi viết lại những bất hạnh đời mình để thử tìm cách cười cợt. Georges Perrault đã viết thế này: ta viết vì đâu ai lắng nghe. Không có văn chương, hẳn ta sẽ chẳng biết một người nghĩ gì khi anh ta đơn độc. Một cuốn sách về sự đơn độc, ta đâu viết ra được cùng ai khác. Ta không thể cậy nhờ giúp đỡ, ta phải thực sự đơn độc. Thật đúng lúc, tôi đang đơn độc trước trang giấy trắng. Sẽ ngắn gọn thôi, như tôi ước sao tình cảnh đơn độc của mình cũng vậy.
Lúc chào đời, tôi không thở. Người cha làm bác sĩ của tôi đã phải túm chân tôi như người ta vẫn làm với lũ thỏ trước khi giết chúng. Ông vỗ mạnh vào lưng tôi để tôi lấy lại thú vui sống. Bởi lo lắng từ sớm nên tôi sợ tương lai và trước những hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tôi nín thở. 40 năm sau, qua một bộ phim hoạt hình, tôi sẽ kể lại chuyến phiêu lưu của một chú chim hay bị chóng mặt. Chú sợ bay và tôi đặt cho chú cái tên phản đối bay. Pierre de Croix nói, Jean-Louis là một gã điên hay lo. Lúc nào cũng ngay ngáy những sợ hãi hiện sinh. Với gã, mọi chuyện luôn ổn, cho tới cái ngày đáng nguyền rủa khi gã chào đời. Cái ngày đáng nguyền rủa khi mà bị đuổi ra khỏi tổ, tôi sẽ buộc phải bay một mình và trải qua những lần đơn độc đầu đời. Tôi đã bơi khá lâu. Tôi đã ở xa bãi biển. Chân tôi không còn chạm đáy nữa. Tôi đâu có quyền. Tôi vẫn luôn thích những nơi bị cấm. Người ta khua khoắng ra hiệu để tôi quay lại. Tôi cứ tiếp tục. Tôi muốn được một mình, nghĩ biển là của tôi. Tôi mơ băng qua eo biển Manch. Tôi muốn đến Anh, mua thuốc lá Craven A và một chiếc cà vạt Scotland. Nhưng cuối cùng, vì kiệt sức, tôi đành bơi vòng lại và lên bờ. Chẳng còn ai đợi tôi trên bãi biển. Mọi người bỏ đi cả rồi. Tôi còn lại một mình. Tôi bắt đầu khóc ngay trên biển Bắc. Khi ấy, tôi 10 tuổi. 30 năm sau, tôi làm một phim tài liệu truyền hình về đường hầm dưới eo biển Manch. Nhờ vậy tôi biết được mọi thứ liên quan đến cái dây rốn khổng lồ nối giữa nước Pháp và nước Anh ấy. Thay vì hao tâm tổn sức băng qua eo biển Manch bằng cách bơi, tôi chu du trên chiếc ghế tàu bọc nhung tiện nghi với trên đầu là biển. Còn trên tay là a cup of tea, thay vì phải húp nước biển. 70 năm sau, tôi đến mũi Guinea, ngay trước biển. Nước Anh vẫn ở đó, ngay trong tầm tay. Giờ đây khi đã vươn tầm xa hơn, tôi có thể chạm vào nó. Tôi đơn độc trước biển, tôi cảm giác biển chờ tôi. Biển đã tới, chỉ riêng vì tôi. Như thể biển vẫn luôn tìm cách quyến rũ tôi bằng những tia phản chiếu lóng lánh tuyệt đẹp, có thể là của Monet, cùng những tiếng ì oạp vỗ bờ, có thể là của Debussy. 70 năm sau, tôi nhìn mình qua gương. Tôi có thể đo được quy mô thảm họa. Càng lúc, trong mặt tôi càng gớm. Khi ta già đi, dẫu có nước da rám nắng, ta vẫn xấu xí. Tôi chẳng muốn cười với chính mình. Một người đàn ông đơn độc không còn biết phải cười thế nào nữa. Ông ta đã đánh mất thói quen cười trong trẻo như thiên thần. Ông ta đâu còn thiên thần. Chẳng ai khen ngợi tôi. Chẳng ai bảo tôi tóc anh đẹp đấy. Chẳng ai bảo tôi cặp kính mới hợp với anh đấy. Chẳng ai tìm cách làm tôi vui. Từ biển Bắc, tôi đơn độc trước gương, chẳng ai ngắm tôi. Hình ảnh phản chiếu của tôi cũng đơn độc. Tôi chiêm ngắm mình trong gương, nhưng chẳng ai chiêm ngưỡng tôi cả. Tôi đang ở Anh, đến một cơ quan cấp bộ quay phim tài liệu về hội họa Anh. Ở đây mênh mông quá, tựa như một điện thờ vĩ nhân. Sảnh lớn lấp kín rất nhiều cây xanh, những hành lang dài vô tận, những căn phòng rộng, trần cao, tường dán giấy mang họa tiết của William Morris, nhân vật trong bộ phim của tôi. Những cầu thang đồ sộ như bắt tận lên trời. Vắng hoe, không một bóng người. Chẳng có lấy một ai để tôi có thể nói I am alone. Tôi đang ở giữa bộ cô đơn do chính phủ của Theresa May thành lập tháng Giêng năm 2018.
người Anh có hai từ để nói về sự đơn độc. Loneliness, đơn độc mà không được lựa chọn. Và solitude, đơn độc khi ta chọn được một mình. Để nói về điều tồi tệ nhất hay tốt đẹp nhất, người Pháp chỉ có duy nhất một từ, không cần đến hai. Ta đọc qua nét mặt họ. Họ không có được sự điềm tĩnh của người Anh. Từ khi rất nhiều người thương yêu tôi ra đi, tôi cảm thấy mình chẳng còn được yêu mấy. Biên tập viên của tôi, Jean-Marc Robes, chỉ có những tác giả mà anh ưa hơn hết. Tôi cảm giác như đang viết chỉ để làm vui lòng anh. Tôi nghĩ đến một khách hàng của người cha là bác sĩ của tôi. Một hôm bảo tôi, cha anh ấy mà, tôi chỉ muốn khỏi bệnh để làm vui lòng ông. Sự qua đời của ai đó thương yêu bạn chẳng khác nào tình yêu bị trừ bớt. Tôi thầm trách những người qua đời bởi đã bỏ rơi tôi. Thất vọng mới đây nhất, tôi không được nêu tên trong danh sách mới đây nhất các nhân vật được người Pháp yêu thích. Tôi kệ thay, tôi là người đàn ông kính kẻ nhất vùng Hauts-de-France. Có điều tôi muốn chuyện đó được biết đến. Tôi còn đầy thứ để kể, tôi còn muốn gây ngạc nhiên. Từ ngày tôi viết, đời sống nội tâm tôi vốn được in thành nhiều bản đã trở thành đời sống đại chúng. May là tôi vẫn giữ được khu vườn bí mật của mình. Âu lo đồng hành cùng tôi. Cách đây vài năm, người ta cho tôi địa chỉ một bác sĩ tâm lý mới. Trước cửa phòng khám của ông đông nghịt, cả một hàng người dài chờ đợi. Tôi trìu mến nhìn những người khác. Vị bác sĩ tâm lý đã chữa trị thành công cho những người mắc chứng sợ không gian rộng và cả những người đau khổ vì đơn độc. Trong phòng chờ chật ních, tôi không thể tìm được chỗ ngồi. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy bớt đơn độc. Vị bác sĩ tâm lý này đúng là một nhân vật quan trọng. Tên ông là Pontalis. Nhờ một người bạn của bác sĩ, cuối cùng tôi cũng đặt được lịch hẹn với ông. Tôi kể ông nghe tôi sáng tác phim hoạt hình. Tôi nói với ông về bò sữa Neurot và chú chim phản đối bay của tôi. Ông bảo tôi rằng ông không có thời gian chăm sóc tôi. Ông khuyên tôi cứ tiếp tục tạo ra các nhân vật. Với ông, đó là liệu pháp chữa trị tốt nhất. Tôi ra khỏi phòng khám, sinh lực như phục hồi. Trên lưng là bò sữa Norod và trên vai là chú chim phản đối bay. Cái máy tính cũ kỹ của tôi đang dần từ giã cõi đời. Nó từ chối in những gì tôi muốn nói. Nó đang mất trí. Cả nó cũng vậy ư. Tôi đối mặt với hàng tấn ký ức không thể phân loại, mà cũng không làm sao kiểm chứng độ xác thực được nữa. Ranh giới giữa ký ức và sáng tạo dần trở nên mờ nhạt. Giữa mớ hỗn độn trong cái đầu già nua lộn xộn của tôi, giấc mơ và trải nghiệm trộn lẫn vào nhau. Tôi đang tiến tới cảnh đơn độc tối hậu. Ở đó, toàn bộ những người cùng thời với tôi đều biến mất. Tôi trở thành tay cựu chiến binh đi kể lể với những con người không buồn nghe câu chuyện về một cuộc chiến có lẽ do chính mình bịa ra. Chẳng mấy nữa, tôi sẽ không thể nhận diện được các bức ảnh chụp gia đình từ xưa và trên trái đất sẽ không còn lấy một người để tôi có thể hỏi, anh nhớ chứ? Tôi bị kết án hồi nhớ trong đơn độc. Hộp thư thoại của tôi trống không, chẳng có lấy một tin nhắn, chẳng có lấy một người để trả lời. Những ai từng gọi cho tôi và hỏi liệu họ có làm phiền tôi không, nên biết điều này. Họ có làm phiền tôi khi họ không gọi cho tôi. Hôm qua tôi nhận được 3 cuộc gọi. Lúc 12:32, người ta muốn bán cho tôi một cái bếp. Lúc 15:11, tòa thị chính gọi tôi vì trời nóng quá. Họ muốn biết liệu tôi có ổn không. Lúc 16:03 là một cuộc gọi nhầm.
ba lần vui hảo. Trong hộp thư của tôi có hai thư, một thư từ cục thuế. Ở đó luôn có người không bao giờ quên tôi. 3 năm rồi, chẳng lúc nào tôi nhận được thư con gái. Thư còn lại là từ hãng Mercedes mời đến buổi giới thiệu mẫu xe mới nhất. Giấy mời ghi rõ có giá trị cho hai người. Liệu có giá trị cho một người thôi được không? Đã nhiều lần tôi gọi đến SOS cô đơn, đường dây luôn bận. Tôi hẳn không phải người duy nhất gọi đến. Tôi những muốn xiết bao, người ta bảo tôi rằng tôi nên chuẩn bị mà gọi cho đồng hồ nói. Nói thêm, đồng hồ nói là một phần quan trọng trong ký ức của người Pháp. Nhiều người rất thích gọi đến số này để được nghe giọng nói thông báo giờ. Hiện nay dịch vụ mang số 3699, vốn miễn phí này đã phải trả tiền. Theo công ty viễn thông Orange, khi gọi cho đồng hồ nói, người gọi sẽ phải trả 1,50 euro cộng thêm phí cuộc gọi. Trở lại nội dung chính. Tối qua, một mình trước tivi, tôi nhổ lông cho con nhím của tôi. Khi buồn chán để giết thời gian, tôi thường đếm. Hồi nhỏ tôi đếm ngón tay, tôi đếm bước chân, bậc cầu thang. Càng về sau, càng tham vọng hơn, thì tôi đếm nhẩm trong đầu. Kỷ lục của tôi đến nay là 35.473. Hôm ấy là một cuối tuần mùa đông đằng đẵng. Tôi chơi một ván bài solitaire. Lúc nào tôi cũng thắng. Tôi lại cảm thấy mình đơn độc. Tôi sẽ không ca thán. Tôi đã tìm lại được mình. Lẽ ra tôi đã không thể tìm lại được mình. Lẽ ra tôi đã có thể lạc lối vĩnh viễn. Sự đơn độc, nỗi đau thế kỷ là thị trường béo bở đối với những người phục vụ nhân loại. Theo các nghiên cứu, 12% dân số Pháp hẳn có dính dáng đến sự đơn độc. 88% còn lại đau khổ vì phải chịu đựng đám đông. Tương lai dành tặng chúng ta nhiều bất ngờ. Clayton Buckner và Book a Friend đưa ra phương thuốc chữa trị đơn độc. Hôm qua tôi thuê một người bạn 8 đến 10 euro một tiếng. Nếu ta trả 8 euro, anh ta sẽ trả lời các câu hỏi. Nếu ta trả 10 euro, anh ta sẽ đặt câu hỏi. Tôi chọn trả 10 euro. Câu hỏi đầu tiên anh ta đặt cho tôi là tôi thanh toán bằng tiền mặt hay séc. Chẳng mấy nữa, tại sao lại không thành lập các ngân hàng bác ái kia chứ? Tín dụng bạn hữu hay công ty quảng đại chẳng hạn. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.